Chào các bác đã quay trở lại với kênh Mèo Sửa Mò của em nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cài CH Play cho những cái dòng máy mang từ nước ngoài về chưa có cửa hàng Play để tải ứng dụng, nhất là những con máy mà đem từ Đài Loan về hoặc là những cái hàng nội địa Trung Quốc là không có CH Play. Đấy. Không có kho để mình tải ứng dụng là rất là bất tiện. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cài ở trên những con máy cài chuẩn xác 100%, không lệch lạc đi đâu được. Các bác xem kỹ video để xem các trình tự cài file như nào nhé. Khi các bác lên Google mà gõ CH vào đây mà đuôi APK về cài, cũng có con máy thì cài vào được, nhưng mà đa số thì cài vào là nó lại không chạy được, mở lên là nó bị thoát ra. Đấy, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác từ đầu đến cuối. Hôm nay em sẽ thực hành trên một con máy tab như này. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành cài, hướng dẫn các bác cài nhé. Kết nối điện thoại với máy vi tính, các bác sao chép những cái file. Em để một phần mô tả để cho các bác tải về, các bác cho vào trong máy để cài đặt ra nhé. Quy trình cài đặt như nào thì các bác chỉ xem kỹ video cài cho lần lượt nhé, chứ không phải là cứ thế cài là được. Nhiều bác tải về cài này cứ kêu không được, hóa ra là cứ thế cho vào cài linh tinh rồi lẫn lộn, không thể nào được đâu. Các bác sao chép cả 4 cái file vào trong máy cho em. File em sẽ đánh thứ tự ở đây, tí nữa các bác cài theo thứ tự cho em. Cho rất nhiều đời máy nha, hầu như những cái đời máy em đã thử là mang ở nước ngoài và em đã cài thứ tự lần lượt đều dùng được CH vào đây cả. Rồi, đây là những cái file tải về. Các bác đầu tiên là các bác phải cài cái file số 1 đầu tiên cho em. Đây, cái file số 1 này. Các bác ấn vào, cài đặt nó ra. Tiếp tục, các bác ấn cài đặt nhé. Cài đặt xong rồi các bác ấn chữ xong nhé. Đây nó là trình quản lý tài khoản Google. Không có cái trình quản lý này thì cửa hàng Play sẽ không thể chạy được. Sau khi cài xong, các bác cài cho em file số 2. Đây. Bắt buộc phải cài file số 2 trước nhé. Đấy. Và cài xong, các bác lại ấn chữ xong cho em. Đây ở bước 3 này mới là quan trọng này các bác nhé. Ở bước 3 này thì các bác chú ý cho em, những cái con máy mà đời 2017 ra về 2017 về sau này thì bác cài cho em là những cái file 2017, hoặc là những cái máy nào mà ra trước năm 2017 thì các bác chọn cái file 2016 đấy, các bác chọn những cái file 2016 cài ra. Như con máy này của em thì nó là 2017 rồi ra về sau này. Đấy, thì em sẽ chọn 2017 đổ ra. Những con máy mà 2017, 2020, 18, 19 ấy chẳng hạn ấy, các bác cài những cái file này thì tỷ lệ thành công rất là cao. Còn các bác nào mà không biết ấy, thì máy mình ấy, thì các bác lần lượt cài lại lần lượt. Các bác thử lần lượt cái hai cái file số 3 đấy. Khi nào được thì là chuẩn máy của mình là ok. Rồi, cài xong rồi. Tiếp theo đó là các bác cài file số 4 nha. Đó, các bác nhìn chưa? File số 4 này. Em đã đánh thứ tự nhá. Các bác cài file số 4 ra. Cái file này chính là cái file cửa hàng CH Play ấy. Cái file này là một mình cái file các bác có thể download file APK trên mạng về đấy. Nếu một mình nó không chạy được, tại vì nó thiếu những cái ứng dụng kia. Nên là
cái video em tổng hợp những cái file cần phải cài. Đấy, sau khi cài xong các bác ấn mở luôn em nhé, các bác ấn mở luôn được hoặc là thoát ra ngoài vào bên cái biểu tượng của CH Play đều được cả. Nhưng mà đây thì các bác cứ làm theo đúng cho em nhé. Các bác mở nó ra, sau khi mở các bác chỉ cần đánh tài khoản Google của chúng ta vào, thế là ok nhé các bác nhé. Đây, và chờ lát một tí này em sẽ thực hành luôn cho các bác xem. Đó, các bác nhìn chưa, đây nó hiện rồi nhá, em đánh tài khoản luôn cho các bác xem. Ok nha các bác, nhìn chưa, đã vào được CH vào đây rồi nhá. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ tải ứng dụng trò chơi thoải mái. Ok, đều được. Đó. Đấy, mọi người nhìn chưa, ứng dụng ngoài nó xuất hiện nhá. Các bác cứ vào thoải mái, ok.